Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tại dự thảo này, Bộ Công an đề xuất hạ thấp mức phạt tiền so với nghị định số 100/2019 đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 123/2021 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123, mức tiền phạt là từ 6 đến 8 triệu đồng. Với mức vi phạm khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg/80mg/ml máu hoặc vượt quá 0,25mg/0,4 lít khí thở, trong dự thảo mới vẫn giữ nguyên mức phạt như hiện hành 16 đến 18 triệu đồng. Và mức phạt 30 đến 40 triệu đồng khi lái xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Đối với xe mô tô, gắn máy, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành thì mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Bộ Công an cũng đề xuất tại dự thảo mới phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái xe máy chuyên dụng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở. Quy định hiện hành phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.